Tích trưởng lão Đề Xá Tinh Tấn Thiền Pathamikatissa Theravathu kệ ngôn pháp cú câu 159 Atanyanche Tatha Kayira Yathayama Nusasati Sudanto Watadametha Atahikira Dudamo. Hãy tự làm cho mình như điều mình dạy người, khéo tự điều điều người, khó thay tự điều phục. Kệ pháp cú này, Đức Bổn Sư thuyết lên khi ngự tại Jetavana Vihara, Kỳ Viên Tự, đề cập đến trưởng lão Pathanikatissa, Đề Xá Tinh Tấn Thiền, tương truyền rằng trưởng lão Pathanikatissa thọ huấn đề mục tham thiền nơi bậc đạo sư, rồi dẫn 500 vị tỳ khu vào rừng hành thiền. Trưởng lão dạy rằng, này chư đạo hữu, quý vị đã may mắn được thọ trì đề mục tham thiền từ nơi Đức Phật hiện tại. Vậy quý vị hãy chuyên cần hành sa môn pháp đi, giáo hóa chúng tăng như vậy. Thế nhưng, tôn giả ấy lại chính mình nằm ngủ. Vào canh đầu, các tỳ khu đi kinh hành, đến canh giữa thì vào tỉnh thất riêng. Trưởng lão Pathanikatissa tỉnh giấc, đi đến chư tỳ khu ấy quở trách. Các vị trở vào tỉnh thất với ý định sẽ ngủ đấy à, hãy nhanh chóng trở ra hành pháp sa môn đi chứ. Rồi tôn giả lại chính mình vào tỉnh thất ngủ. Các tỳ khu đi kinh hành trọn cả canh giữa, đến canh cuối mới trở vào tỉnh thất, và tôn giả lại thức giấc. Đến nơi các tỳ khu ấy, dẫn các vị ấy ra khỏi tỉnh thất, rồi tự mình trở vào ngủ tiếp. Tôn giả Pathanikatissa thường làm như thế, chư tỳ khu không thể học hỏi hoặc định tâm trên đề mục được, tâm đã bị phóng dật nhiều. Chư tỳ khu bàn luận cùng nhau rằng, thầy A Xà Lê của chúng ta đã tinh tấn quá mức như thế, vậy chúng ta hãy rình xem ngài như thế nào. Khi biết rõ sự việc như thế, các tỳ khu bàn luận với nhau, này các đạo hữu ơi, chúng ta bị tổn hại rồi, thầy A Xà Lê chúng ta chỉ dạy chúng ta suông thôi, khi chính ngài lại không thực hành. Trong số 500 vị tỳ khu vất vả đó, chẳng có ai chứng đạt pháp thượng nhân cả. Mãn mùa an cư, chư tỳ khu trở về yết kiến Đức Thế Tôn, được ngài tự thân đón tiếp thân hữu. Ngài phán hỏi rằng, này các tỳ khu, các thầy đã chuyên cần hành sa môn pháp phải chăng? Chư tỳ khu bạch trình lên Đức Thế Tôn mọi việc. Ngài dạy rằng, thật vậy, này các tỳ khu ấy chẳng phải chỉ làm tổn hại các thầy trong hiện tại, trong quá khứ y cũng đã từng như thế rồi. Rồi theo lời thỉnh cầu của chư tỳ khu, ngài thuyết giảng rộng rãi bổn sanh, bắt đầu bằng kệ rằng, không được cha mẹ nuôi nấng dạy dỗ, cư ngụ trong nhà thầy giáo của ta, con gà trống này không biết rõ lúc nào là chánh thời hoặc phi thời. Sau khi kể hết túc sanh truyện về con gà trống gáy phi thời này, bậc đạo sư kết luận rằng, này các tỳ khu, muốn xứng danh là bậc thầy dạy dỗ kẻ khác thì phải khéo tự dạy lấy mình trước đã. Người đã khéo dạy mình như thế mới đáng gọi là điều ngự. Nói rồi, Đức Bổn Sư ngâm kệ rằng, nếu muốn khuyên người khác nên làm như mình, trước hãy sửa mình, rồi sau sửa người, vì tự sửa mình vốn là điều khó nhất. Chú giải Atanyanche Tatha Kayira Yathayan Amusasati, dạy người như thế nào, hãy tự dạy mình như thế ấy. Cũng như khi dạy người khác, mình đã nói, này tỳ khu, thầy phải tinh tấn đi kinh hành trong canh một, thì tự mình phải cương quyết hành đạo như đi kinh hành. Sudanto Watadametha, khéo điều mình rồi mới điều người. Bằng ân đức nào mình chỉ dạy người, mình hãy tự điều bằng cách khéo dạy mình ân đức đó. Atahikira Dudamo, quả thật, cái gọi là tự ngã này rất khó điều phục. Bởi thế, mình khéo tự điều thế nào thì nên điều kẻ khác thế ấy. Cuối thời pháp, chư tăng đông đến 500 vị, thảy đều đắc A-la-hán quả hết. Dịch giả cẩn đề, Đề Xá có danh tinh tấn thiền, ngờ đâu thầy cứ ngủ liên miên. Cuối canh thức dậy kêu hành giả, hãy thức hành thiền chớ ngủ yên. Mỗi đêm thức suốt cả ba canh, mệt mỏi thân tâm đạo chẳng thành. Đệ tử đi rình xem trưởng lão, mới hay ông ngủ ngáy ngon lành. Phật dạy, tự điều rất khó khăn, bản thân phải huấn tập siêng năng, để làm gương mẫu cho người khác, mới đáng là thầy hướng dẫn tăng. Dứt tích trưởng lão Đề Xá tinh tấn thiền. Nguyện cho tất cả chúng sinh được an vui, thoát mọi khổ thân, khổ tâm, được thành tựu mọi điều chân chánh như ý nguyện, và cuối cùng được giải thoát khỏi khổ sinh tử luân hồi. Sa thú, lành thay.